hết cái dây xuống dưới cánh. Lấy ly cái chân. Đây, một bạn lấy một đoạn quay. Cốt hết một phía, nó sẽ cắt một phát rồi. Luồn xuống dưới cánh. Xoay. Nghiêng về một phía. Cận cảnh rồi xuống dưới bốn cánh, cái này là không siết quá chặt này. Vượt